715 nha anh em. Theo thời gian 5 tháng thì ảnh một xét hết trơn các bạn. Con này chạy cái bánh chín không lên gì hết. Rồi quá không quay. Máy này ở trên núi nha anh em, đỉnh chung rồi nè. Này vẫn zin ba cục á nhưng mà lông thì hơi tệ. Có lên cốt 40 đồng một số bánh này các bạn. Này được cái bồn siêu to khổng lồ. Ở đây xiên bép luôn nha anh em. Tổng gài bép luôn, giết môi hâm hết trơn anh em. Chạy 60 mua ly tắc 2. Nay chạy bữa nay mình quay anh em coi ở trên cái này là rừng tràm trà sư. Đi gần các bạn. Gần 100 nha. Ở trên này là chắc này 8 con nè. 6-8 gì. Hàng đường dài dài không à. Không có làm giống như mai đồ mà dưới đường nha. Nghe không? Đó, dưới này thì lý du. Cái bồn siêu to. Quay lại các công kia nữa rồi. Đúng 3 tháng quay lại. Là 3 tháng. Đây lái chạy vô cho cắt cái năm 11 giờ rưỡi mà chưa cho chạy. Bây giờ cắt luôn nha anh em, 115. Đó, xuống thì chạy trước tại sao 60 của xiên bếp luôn á. Cái này lúc trước mình quay cũng nhiều. Lâu quá không lên quay lại. Thì giác này lái cũng chưa cho cắt nữa do cắt đại anh em ơi. Gần 12 giờ mới được cắt cái này. Cũng ra
người kéo. Đi một đường là xả giạc là phải theo liền nè, vô đầy xe. Con này chạy đầu 70 vậy nè mọi người. Sáng giờ cắt lúa mà còn lái chưa vô, còn lo hầm hầm trong lòng các bạn ơi. Rồi một hai đường nữa là xong anh em ơi. Hai chiếc chạy quá mau, nhưng mà chiếc 100 này thì chạy không nhanh. 60 chạy nhanh lắm mà chạy cho đích anh em, không qua mặt. Ở đây gắn lắm nha anh em, ở đây gần dành chạy sư, mình không dám xuống ruộng quay cho anh em coi ha. Đây mấy anh đệ nói gắn cưa đỏ rồi hổ hèo gắn tùm lum tùm la chứ không may gì nữa anh em, ghê lắm. Rồi công ty vô tới anh em ơi, sáng giờ như là công ty mua lúa này mới vô tới. Bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn, tem gì nè các bạn. Đó. Đây nguyên combo này là 1,2 triệu anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ hồi trước nè, chữ Thái. Con này là dán him, này là của anh em tên Thành Lỵ 67D1 tốc độ Mãi Đỉnh. Cái này không thì